Xin chào anh em, giới thiệu với anh em một con mài nhám nước nha anh em. Con này là xài nhám thông dụng nha, 100x95. Đó. Điện của nó là một pha 220 nha anh em. Xài biến tần, nó có biến tần giấu trong á ha. Ở đây CV mở lên nè. Mở lên. Đó. Hiện trạng của nó là chạy ok, ngon lành, không vấn đề hết á. Ở đây là nó có nước nha anh em. Nè, này là mở công tắc lên nè, chạy nè. Biến tần điều tốc nè. Đang chạy 60 hạt đó anh em. Đó, điều tốc giảm xuống nè. Đó, ha. Điều tốc anh em muốn nhanh chậm gì anh em nhanh. Cái này là cái chắn nước để cho nước không văng ha. Anh em có thể mở lên mài thoải mái. Đó. Đây cái bồn của nó nè ha. Nó sẽ có một cái vòi tưới nước nha anh em. Nó tưới lên cái băng này luôn ha. Đó, cái băng này là mỹ nóc, nó tưới thẳng lên đây luôn. Nước sẽ chảy xuống đây. Nó chảy qua cái lỗ này. Đó, là hai bên giống nhau hết luôn nha anh em. Thì anh em có thể xài cái này là mình xài một bên nhắm thô như bên nhắm miệng là ok. Đó, à, cái này bằng nhôm với inox. À, còn cái vỏ máy là bằng sắt nha anh em. Đó, ở trong này người ta tráng tráng keo, đổ keo hết rồi nè. Đó, anh em không có sợ rỉ sét ha. Là nước sẽ chảy xuống đây. Anh em nào thích thì đến xem máy trực tiếp em ở Bình Tân, Sài Gòn nha anh em. Nè, cái này nó đang thiếu cái bơm tưới nguội ha. Anh em về lắp cái bơm tưới nguội vô, còn hoa là em lắp luôn. Lắp cái bơm tưới nguội vô, cái này cái dây nguồn của cái bơm tưới nguội nè, nước sẽ chảy qua hai cái ống này, chảy xuống cái thùng này, à, bơm hút bơm ngược trở lên, đây là hai cái van để mình chịu chỉnh nước nhiều ít nè, hai bên nè, đó hai cái van chỉnh nước nhiều ít, đó, đều tốc nè, chạy ok ngon lành nha nè, không vấn đề hết nè, cái máy rất là nặng nha, đó anh em nào cần thì liên hệ cho em á, cái này hàng độc lạ có 102 nha nè. Đó, đây nó cái tem thông số đó nè ha. 200V. Đó. Ở trong này nó có một cái motor một ngựa nha anh em. Motor một ngựa. Đó, motor trong này nè, một ngựa ha. Chạy dây cua kéo một cái cốt. Cái cốt kéo hai cái băng nhám. Đó, chạy ok ngon lành, rất êm ái luôn. Anh em nào cần thì liên hệ cho em á.